Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông hệ công lập tại nhiều thành phố lớn giờ đây đang được coi là cuộc đua căng thẳng nhất giữa các thí sinh, cho dù là các em đều mới chỉ học xong lớp 9. Đa số thì học sinh lớp 9 phải học ngày học đêm để mong có một suất vào học trường công và để tránh phải mang tiếng là trượt cấp 3. Vâng, trong khi những năm trước chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội khoảng 60 đến 62% thì năm nay chỉ có hơn 50% học sinh có suất vào trường công. Cuộc cạnh tranh giữa các học sinh lớp 9 vốn đã khó, năm nay lại càng căng thẳng hơn. Trung bình cứ hai học sinh sẽ có một em bị loại là thực tế mà các học sinh lớp 9 sẽ phải đối mặt trong cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay của Hà Nội. Học trên trường, học tăng cường và mỗi tối lại miệt mài ở những trung tâm ôn luyện như thế này là điều thường thấy. 12 đến 18 tiếng mỗi ngày chỉ để học và luyện đề. Áp lực thì có nhiều, nhưng mà đây là năm nay lại là năm áp lực nhiều nhất, tại vì đây là năm thi cấp 3, một mốc chuyển mình rất là lớn. Bao nhiêu năm mình học khóa học hành, xong rồi lại còn tiền của bố mẹ đổ vào, và mình lại có thể không đỗ được cấp 3. Xong rồi sau này nếu như mà mình không muốn học cấp 3 thì mình học trường khác, mà cái kiểu cái tài chính mà mình thì chắc chắn sẽ không thể đủ được. Cũng hơi khó với bọn con là con phải đi học rất là nhiều, học từ sáng đến tối. Có nhiều hôm con phải đến 10 giờ con mới được về nhà ăn cơm, xong con làm bài tập đến 12 giờ đêm con ngủ. Áp lực cứ chồng chất, xong cảm giác nó tiêu cực, không nghĩ tương lai của mình sẽ sáng lạn, xong rồi ngày đêm trằn trọc 12 giờ đêm rồi tưởng là mệt quá ngủ ngon nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được. Việc học của con nhưng cũng là nỗi lo không nhỏ cho các bậc cha mẹ. Lo cho con có đủ sức khỏe, lo kết quả không như kỳ vọng, lo chạy đôn chạy đáo, mua hồ sơ ghi danh cho phương án dự phòng. Nhiều cung bậc cảm xúc nảy sinh từ những nỗi lo đó. Có gia đình tới cổng trường nhưng vẫn không thể vào đăng ký vì chưa tìm được tiếng nói chung. Con thì thích học cùng với những cái người bạn của con là lên cấp 3 học cùng. Nhưng mà vì cái trường mà những cái bạn người bạn ấy chọn cùng thì là không có ổn. Bây giờ bạn đi cũng không nghe lời mình chẳng biết làm nào. Toàn thành phố Hà Nội có gần 130.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng chỉ hơn nửa trong số đó được trúng tuyển. Gần 50% thí sinh còn lại sẽ phải học trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên hay học nghề. Chỉ tiêu thì vào các trường công thì ít, trong khi là cái tỷ lệ các con thi vào thì rất là nhiều và tỷ lệ chọi với các trường rất là cao. Nếu như mà nó gây, tức là cái việc tỷ lệ thi cử như thế thì nó gây một cái áp lực rất là lớn về mặt tâm lý, đặc biệt đối với lại học sinh ở lứa tuổi 15. Và nếu như mà các con mà trượt thì cũng thường rằng là gì, là để lại một cái hậu quả tâm lý khá nặng nề. Các em phải chịu rất là nhiều những cái áp lực về mặt thi cử, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển tâm lý nói chung của các em. Và đối với những em học sinh mà gặp phải những cái khó khăn trong việc học tập thì thực sự đó là một bi kịch. Dù học tiếp lớp 10 trung học phổ thông công lập không phải là cánh cửa duy nhất, nhưng vẫn là lựa chọn của hầu hết các gia đình. Họ hoàn toàn có lý do chính đáng cho những mong mỏi đó. Làm sao để tỷ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 cao kỷ lục không lặp lại mỗi năm? Thiết nghĩ đó chính là trách nhiệm đặt ra đối với mỗi gia đình cũng như với cả ngành giáo dục. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh sự mệt mỏi áp lực bởi những kỳ thi lớn nhỏ thì có những học sinh lớp 9 còn cho rằng là các em đang phải chịu áp lực không nhỏ từ những định hướng theo kiểu áp đặt của người lớn, chưa quyết định là sẽ thi vào lớp 10 để tiếp tục học lên bậc trung học phổ thông hay là rẽ sang học nghề. Và chuyện giáo viên chủ nhiệm ép học sinh có học lực trung bình không được thi vào lớp 10 công lập lại tiếp tục tái diễn như một thứ axit nguy hại làm hao mòn tổn thương sức lực và tinh thần nhiều em học sinh, khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Thời gian khác nhau, địa điểm cũng khác nhau, nhưng câu chuyện biến tướng trong công tác phân luồng thì có chung một mô típ. Nhà trường sẽ mời phụ huynh lên này, sau đó cho viết cam kết, đồng thời nói rõ với những học sinh kém ấy, là nếu mà không viết cam kết hoặc là cố tình thi cấp 3 thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp. Cô chủ nhiệm em cũng liên lạc với bố mẹ em và mời bố mẹ em lên trường làm việc và bắt bố mẹ em phải làm một cam kết, nếu như mà cháu làm theo sự chỉ dẫn của
cô và nhà trường thì cô sẽ giúp em có điểm để đủ điểm tốt nghiệp, sau đấy hỗ trợ em vào cái ngôi trường nghề gần nhà. Chung một cách hành xử cho cùng một đối tượng học sinh ở lứa tuổi nhạy cảm nhất nên những tổn thương cũng có nhiều đồng điệu. Thật sự lúc đấy rất là kiểu tuyệt vọng chị ạ, bởi vì giống như là mình đi vào ngõ cụt ấy, cuộc đời của mình nó giống như là bị luẩn quẩn ấy. Nghĩ lại thì em thấy là việc không sốt nó giống như kiểu là mình bị không có tương lai nữa. Có những lần mà em nghĩ đến cái chuyện tự tử, nếu như mà không đỗ cấp 3, mình lại còn không nghe theo thầy cô. Lúc đấy em nghĩ là chắc là cuộc sống này cảm thấy không còn cần em nữa. Còn đây là câu chuyện của mùa thi năm nay. Con tôi thì nó cũng học ở cái mức trung bình khá. Hôm học phụ huynh thì thấy cô đưa cái xét nguyện vọng thì lên, gia đình có điền vào. Sau đấy cô lại bảo việc con thi như thế này là nó giống như kiểu bất khả thi, con cũng chẳng thể thi được đâu, thì thôi thì cho nó vào một cái trường nó kiểu trung cấp nghề nghiệp gì đấy, tóm lại là gì, các em đừng thi nữa. Cái việc này các em thi cũng bằng không thôi. Sức các em làm sao mà có thể làm được cái việc này? Có nghĩa là dập tắt cái hy vọng của chúng nó ngay từ khi trứng nước rồi. Lời tâm sự của một trong 9 phụ huynh được giáo viên khuyên con mình không nên thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Phụ huynh cho rằng đây không phải là tư vấn mà là ép các em phải từ bỏ ước mơ thi vào trung học phổ thông công lập. Câu chuyện ép học sinh không thi vào lớp 10 công lập năm nào cũng xuất hiện. Và nếu như đâu đó trong môi trường học đường vẫn âm thầm diễn ra các cuộc tư vấn hướng nghiệp vì thành tích và phản giáo dục như vậy, thì cần phải được phát hiện và loại bỏ. Bởi thực chất, đó chính là sự bạo hành tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm sinh lý của học trò và một môi trường giáo dục lành mạnh mà chúng ta đang hướng tới.